Những người con của quê hương Kinh Bắc xưa, trong quá trình bôn ba đi làm kinh tế, đi giao thương đến những miền quê xa của Tổ quốc, họ đã có dịp được tiếp xúc với dân ca các vùng miền. Chính vì vậy mà người quan họ đã học hỏi và tiếp thu những nét đẹp văn hóa đó về làm giàu cho dân ca quan họ. Điều đó lý giải vì sao trong quan họ lại xuất hiện những điệu lý mà trong chương trình Dân ca Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Chồng cô đâu ý, nào chồng cô đâu ý. Ai mang là mang con sao tung phải tính, ai tình tình ngô đình tình ta nghĩ. Sao sang sông, tình bằng ai mang con sao sang sông.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, các điệu lý đặc biệt phát triển ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ mang tính chất mộc mạc, giản dị, ngắn gọn, khúc chiết. Nhiều điệu có tiết tấu nhanh, vui, rộn ràng, xuất phát từ trong lao động sản xuất, thể hiện tinh thần lạc quan, sức sống mãnh liệt. Còn đa phần các làn điệu của dân ca quan họ thường được hát chậm rãi, nhẹ nhàng, uyển chuyển, không có tiết tấu nhanh, không nhảy quãng xa. Nhưng khi có sự kết hợp của các điệu lý miền Trung và miền Nam thì tiết tấu đã được đẩy lên nhanh hơn, làm cho quan họ có sự tươi mới hơn và hấp dẫn hơn. Trong cái chủ đề về quan họ giao thoa với các vùng miền khác, với dân ca của các cái nơi khác thì có hai cái luồng. Cái luồng thứ nhất là quan họ đến những vùng đó và sau đó thì thu gom ở nơi đó về. Thế còn cũng có những cái trường hợp thì có những cái luồng mà là nơi khác đến đây mà sau đó thì là sinh cơ lập nghiệp, rồi sau đó cũng truyền lại những cái dân ca ở những vùng khác. Thế nhưng mà riêng về những điệu lý đó thì tôi phải khẳng định những điệu lý thì không phải là người Nam Bộ ra ngoài này để mà sau đó truyền lại những cái điệu lý, mà những cái điệu lý từ Nam Trung Bộ cho đến miền Nam đấy thì đó là do những người quan họ đi buôn bán và sau đó thì quá trình đi giao thương nữa thì họ là tiếp thu những cái tinh hoa ở những cái miền quê trong Nam người ta đưa về. Thế còn ấy thì là ở đây tôi phải nói thêm là những cái người con gái con trai của Bắc Ninh nữa, ở đây người ta vẫn mệnh danh là đây là quê hương của thi ca, vương quốc của lễ hội. Đã là quê hương của thi ca đó thì những người con gái con trai ở đây đó, trong người họ, trong tâm họ cũng đầy những cái chất thi ca, đầy những cái chất âm nhạc. Vì thế cho nên ấy, họ vốn là những người yêu ca hát, yêu âm nhạc, yêu thi ca. Và khi đến những cái vùng miền ở bên trong đó, Nam Trung Bộ hay là miền Nam đó, thì họ thấy ở nơi này có cái giai điệu âm nhạc rất hay, có những cái ca từ rất đẹp. Và sau đó, đó thì họ học hỏi và họ mang về. Khi họ mang về đấy thì họ biến tấu nó đi và trộn với cái chất của dân ca quan họ. Họ làm lên những cái điệu lý mà điệu lý nó không giống toàn phần so với miền Nam nữa. Và nó được quan họ hóa rồi. Và kể từ đó, đó thì những cái điệu lý quan họ ra đời. Nào là lý con sáo, nào là lý cây đa, nào là lý thiên thai, nào là lý tam thất và một số những điệu lý khác nữa. Về cái điệu lý giao duyên đó, thì là nó mang bóng dáng của dân ca nhiều vùng. Cái nếu mà nói là của quan họ cũng không sai. Thế còn nói là dân ca đồng bằng Bắc Bộ thì cũng đúng. Bởi vì ở đây đó là cái yếu tố tổng hợp nó rất là rõ ràng. Ví dụ trong ca từ đó thì có những cái đại từ nhân xưng nó cũng không được quan họ lắm. Ví dụ trong này có từ chàng, từ nàng. Trăm khúc sông đổ về một bến, anh chả yêu nàng, anh đến chi đây? Đó với đây không dây mà buộc, em với chàng không chuốc mà say. Trong cái xưng hô của quan họ thường là xưng là anh hai, anh ba, chị hai, chị ba, thường gọi nhau như thế và xưng mình là em. Thế nhưng mà trong này thì cái xuất hiện cái từ chàng nàng. Cái từ chàng nàng đấy thì dân ca Nam Bộ cũng có, dân ca ở Bắc Bộ cũng có. Thế nhưng mà ở đây đó thì tôi chỉ có thể khẳng định được đó là một bài dân ca quan họ đã có giao thoa với dân ca của các miền khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước, quan họ không còn bị bó hẹp trong không gian làng xã mà nó đang dần lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, trở thành nét văn hóa đặc sắc, góp phần tích cực trong quá trình hội nhập văn hóa quốc tế, mang một sức sống mới hòa vào dòng chảy thời đại của văn hóa dân tộc Việt Nam. Dân ca quan họ Bắc Ninh quả là một tài sản vô giá của dân tộc, cần được nuôi dưỡng và bảo tồn, lưu truyền cho các thế hệ mai sau, để mỗi người con đất Việt chúng ta thêm yêu và trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp đó. Chúng tôi là muốn truyền tải lại tất cả những cái gì mà chúng tôi học được của các nghệ nhân tiền bối thì chúng tôi muốn trao lại cho tất cả các em. Bây giờ địa phương của chúng tôi là cộng tác với câu lạc bộ quan họ là đang mở 4 lớp
Thì hiện tại là chúng tôi đang chủ nhiệm một lớp, những cái lớp các em măng non gọi là mới bắt đầu OA về quan họ là chúng tôi đang truyền dạy một tuần là 3 buổi. Chúng tôi cũng đang truyền dạy cho một số cái bậc trung tuổi là khoảng từ 40 trở lên là người ta đang có nhu cầu là đi thi 150 bài và 50 bài của tỉnh Bắc Ninh mở hội thi ngày 10 tháng Giêng hàng năm. Thế cho nên là chúng tôi vẫn đang tiếp tục truyền dạy mà tất cả những, không những ở trong làng này mà tất cả những cái người nào yêu thích cái dân ca quan họ này mà ở trong tỉnh, ngoài tỉnh đến chúng tôi đều truyền dạy miễn phí hết. Trong mỗi gia đình, làng xóm, các thế hệ thay nhau tiếp nối, âm thầm trao gửi tình yêu và truyền dạy dân ca quan họ. Để hôm nay và mai sau, dân ca quan họ Bắc Ninh vẫn căng tràn sức sống, trọng nhau về nghĩa, mến nhau vì tình, say nhau vì câu ca giọng hát, trở thành một tài sản phi vật thể đặc biệt quý giá, rất khó tìm thấy ở các loại hình văn hóa nghệ thuật khác. Chất của quan họ, cái cốt của quan họ, nó nằm ở trong những bài hát lề lối, trong cái hệ thống và lề lối của quan họ. Vì thế cho nên những cái dân ca khác mà du nhập vào thì nó nằm ở hệ thống thứ hai, đó là hệ thống giọng vật. Vì thế nó không ảnh hưởng gì đến cái cốt lõi, đến cái chất nguyên có của quan họ. Cho nên ấy, là nó chỉ làm giàu cho quan họ hơn. Và đặc biệt những cái điệu lý và quan họ thì nó có một cái tác dụng ghê gớm. Quan họ thường là hát chậm rãi, quan họ thường là hát là nhẹ nhàng, là luyến lấy uyển chuyển, không có những cái tiết tấu lớn, không có tiết tấu nhanh, không có nhảy quãng xa. Thế nhưng mà khi có những cái điệu lý miền Nam vào đó thì cái đẩy tiết tấu lên và làm cho cái quan họ nó mới hơn, làm cho quan họ nó lạ hơn và cái tính hấp dẫn của nó cũng tăng lên. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là hát quan họ thì người ta hát chật chậm trái, ví dụ chẳng hạn ngồi rằng là ngồi tưởng ý, có mây màn ơi thuyền là ngồi tựa có màn thuyền, tức là nó chậm rãi đều đều êm ái. Nhưng mà khi các điệu lý vào đó thì tiết tấu của nó đẩy lên, trèo lên trái núi thiên thai này thiên ni thai, thấy đôi con chim loan phượng chàng là anh chàng ơi, mà này cũng có ăn xoài, mà này cũng có ăn xoài, đại loại là như thế. Tức là cái điệu lý vào nó làm cho tiết tấu của những cái bài quan họ nó đẩy nhanh lên. Thế và khi nó vào với quan họ đó thì nó vừa có cái chất của quan họ, nó lại vừa có cái phong cách của hát lý. Cho nên đó, là quan họ giàu có lên, quan họ mới lạ lên, hấp dẫn lên là nhờ khi mà tiếp thu những các cái dân ca khác ở những vùng miền khác, trong đó đặc biệt là có những điệu lý của Nam Trung Bộ, của Nam Bộ. Trèo lên trái núi thiên thai này thiên.
cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, góp phần tuyên truyền bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam VSEF 2022. Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam là diễn đàn thường niên bàn về những vấn đề thời sự quan trọng nhất của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn năm nay sẽ có chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức vào Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Chất độc da cam đã mang đến nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần cho hàng trăm ngàn người tại Việt Nam. Họ mang trong mình những căn bệnh quái ác, hình dạng cơ thể bất thường. Hiện nay đã phát hiện thế hệ thứ tư di chứng chất độc da cam rất thương tâm. Cần lắm những tấm lòng sẻ chia để nạn nhân chất độc da cam có cơ hội chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống. Hãy chung tay bằng cách soạn tin Da Cam gửi 1409 để hỗ trợ 20.000 đồng mỗi tin nhắn. Chương trình được triển khai qua Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, MedDome của hôm nay đã trở thành tổ hợp công viên hiện đại bậc nhất tỉnh Hòa Bình và thuộc top các điểm đến hấp dẫn nhất ở Tây Bắc bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những giá trị tri thức Việt đang lưu giữ ở nơi đây. Điều đặc biệt, MedDome đã được cấp phép hoạt động cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Đây sẽ là bảo tàng đầu tiên về khoa học và các nhà khoa học Việt Nam, nơi kể những câu chuyện về lịch sử khoa học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, thông qua những con người cụ thể. Khi bấy giờ là các nhà khoa học có cái nhận thức rất là khác và họ luôn luôn có cái quan điểm rằng là họ chả là gì cả. Họ bảo rằng là tôi không phải là gì cả trong cái lịch sử khoa học Việt Nam, do vậy là các bạn hãy tìm người khác. Và nếu mà ai cũng có cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không tạo nên những cái tiếng nói đa chiều, những tiếng nói khác nhau về lịch sử của các ngành, các lĩnh vực khoa học ở Việt Nam. Cho đến nay hơn một thập kỷ trải qua thì MedDome là cái đơn vị xác lập cái quan niệm về di sản các nhà khoa học Việt Nam, thế nào là di sản các nhà khoa học Việt Nam, và tự mình đưa ra cái sứ mệnh để nghiên cứu, bảo tồn và phát huy cái di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Đi từ sự khác biệt, từ một con số không tròn chỉnh về chuyên môn, quả thực khó khăn biết nhường nào. Nhưng MedDome đã hiện thực hóa được mô hình bảo tồn và phát huy di sản của các nhà khoa học. Trong thời gian qua, công viên di sản đã thực sự trở thành điểm hẹn của ký ức. Nhiều nhà khoa học và gia đình đã đến đây và chia sẻ ký ức về cuộc đời mình, về những người thầy của mình. Công viên cũng là nơi tổ chức các hoạt động khám phá khoa học, trải nghiệm giáo dục di sản dành cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Những hiện